Hi guys, cô chào tất cả các em. Cô xin lỗi các em nhé, hôm nay cô vào muộn mất 5 phút do là máy của cô bị lag quá. Cô khởi động lại thì nó hơi lâu. Cô chào anh Mai, cô chào Duy Thuận nha. Hôm nay là ngày nghỉ, không biết các bạn có học cùng cô không nhỉ? Cô chào Ngọc Thúy, cô chào Đào Đình Hân. Lẽ ra cái bài livestream từ vựng chủ đề môi trường này cô phải live từ tối thứ chủ nhật tuần trước, nhưng mà do tối chủ nhật cô chữa đề thi thử lần 3 cho nên là cô hoãn xuống buổi trưa ngày hôm nay. Cô chào Bảo An, cô chào Quỳnh Mai Doãn. Cô chào anh Mai, cô chào Trang Nguyễn nha. Các em đã làm cái đề này chưa nhỉ? Với những bạn mà chưa có sách thì hôm qua cô đã post cái đề này trên trang cá nhân của cô rồi. Cô chào Ngọc Minh nhé. Hôm nay cô dự kiến là sẽ chữa khoảng 35 câu. Còn là xem là chữa mở rộng có nhiều không đã. Đấy, không thì sẽ khoảng là 20 đến 30 câu. Cô chào Ngọc Trúc, Nguyễn Long và Đắc Lê. Alright. Các bạn nhớ nhắn cho các bạn khác trong nhóm vào học nhá. Cô chào Thanh Hương. Alright, so let's get started. Chúng ta bắt đầu luôn, không muộn mất. Cô muộn mất 5 phút rồi. Đợt trước thì cô đã chữa từ câu 1 cho đến câu số 35 và hôm nay chúng ta tiếp tục với câu số 36. Câu số 36, câu số 37 là dạng câu hỏi về trái nghĩa. Thì những dạng câu hỏi đồng trái nghĩa các em lưu ý là chúng ta sẽ đoán nghĩa của từ dựa vào ngữ cảnh nhá, vì có những từ thì mình biết nghĩa rồi là mình chọn được luôn, nhưng mà có những từ mình không biết nghĩa thì mình phải dựa vào ngữ cảnh. Và các bạn lưu ý này, bao giờ cũng phải dựa vào ngữ cảnh của câu, tại vì một từ nó có thể là có nhiều nghĩa, đúng không? Nên mình phải dịch ra xem là trong cái ngữ cảnh này cái từ này mang nghĩa là gì rồi mình mới chọn đồng trái nghĩa. Rồi các em comment cho cô câu số 36 chúng ta chọn đáp án gì? Let go green and leave the mother earth a peaceful life. It will make you feel much better. Câu này mình dịch là gì nhỉ? Hãy go green. Chúng ta không nói là leave green mà mình sẽ nói là go green. Đây là một cái term, một cái thuật ngữ. Hãy sống khỏe mạnh à? Thân thiện với môi trường đúng không? Sống một thân thiện với môi trường và trao tặng cho mẹ trái đất một cái cuộc sống rất là thanh bình à, thì nó sẽ giúp cho bạn cảm thấy tốt hơn. Hãy sống go green. Go green nhé, chứ mình nói là leap green. Thì ở đây cô đang chọn là trái nghĩa các em nha. Thì ở đây trước hết là chúng ta thấy là từ go green nó sẽ tương tự như leap a zero weight life. Có nghĩa là gì ạ? Nghĩa là sống khỏe mạnh, thân thiện với môi trường. Nhưng cô đang chọn trái nghĩa cơ, thì các bạn phải chọn đáp án gì nhỉ? Cô đang chọn trái nghĩa cơ, thì cô thấy là Thu An, Riri và Trà My chọn đáp án D. Có nghĩa là live a weight life, đúng rồi. Đáp án đúng trái nghĩa ở đây đó chính là đáp án D. Live a waste life có nghĩa là sống lãng phí, đúng không? Còn các đáp án thì sao nhỉ? Đó, sống lãng phí không thân thiện với môi trường. Live a zero waste life này. Còn live a life to the fullest. Chúng ta có cái cụm này, to the fullest, có nghĩa là sống thật ý nghĩa, sống hết mình. Đó, sống hết mình, ví dụ như là you need to live life to its fullest each day, nghĩa là chúng ta cần phải sống hết mình mỗi ngày chẳng hạn, thì cụm này có nghĩa là sống hết mình. Còn đáp án C mình dịch ra được ngay có nghĩa là sống cái cách lành mạnh thì không đúng, ở đây nói về môi trường đúng không, sống thân thiện với môi trường. Các em chọn đáp án D là đúng nha. The White Pig và Hoàng Hương Giang giờ mới vào. Tiếp theo cô sang câu số 37, các bạn nhìn vào câu số 37 nhá. Hôm nay cô livestream muộn mất 5 phút nên có thể là nhiều bạn không biết vào xem. Cái fanpage của cô bị ẩn, không biết là có lấy lại được không, nhưng là tạm thời cô sẽ livestream trên trang cá nhân. Em nhìn vào câu số 37, cô có thành ngữ đó là making a mountain out of molehill. You're making a mountain out of molehill. Thì đây người ta đang nói bạn làm sao đó, đúng không? Mình dựa vào về sau này. You wrote one bad essay. It doesn't mean you're going to fail.
Câu này ý là gì nhỉ? Bạn làm cái gì gì đó đúng không? Bạn chỉ vì viết một cái bài luận quá tệ mà gì? Bạn đang nghĩ là bạn có thể sẽ trượt đại học, sẽ thi trượt, đúng không? Sẽ trượt. Vậy thì bạn đang làm gì? Bạn đang phóng đại đúng không? Bạn đang phóng đại, đang chuyện bé xé ra to, đấy làm to chuyện nè. The white pig, câu 36 chọn sai rồi. Chọn sang nhầm sang đồng nghĩa rồi. 37, Đào Đình Hân và Nguyễn Long chọn đi. Trà My, đúng rồi. Trà My mở rộng như thế là tốt. Cô muốn là các em comment như bạn Trà My ấy. Ở đây, cái cụm từ này đồng nghĩa thì đó chính là đáp án C. Có nghĩa là a storm in the teacup. Đó, make mountain, make a mountain. Out of, cái câu này Trà My gõ chưa đúng nhá. Out of a molehill. Đấy, có nghĩa là chuyện bé xé ra to. Hay là tương tự như là cái câu là a storm in a cup, in a tea cup. Ở Trà My viết câu này không ổn. Cô lấy comment của Trà My không ổn đâu nhá. Trà My đâu rồi? Phải chính xác nhá. Storm in a tea cup. Nghĩa là bão trong chén trà. Có nghĩa là việc bé xé ra to, đúng không? Việc không đâu cũng cũng làm ra to chuyện. Kiểu như vậy. Kiểu như là make an important, unimportant matter seem important. Kiểu như thế. Nhá, thế nhưng mà mình đang chọn là trái nghĩa không? Trái nghĩa thì chúng ta phải là understate something. Ở đây là gì? Chuyện bé xé ra to thì trái nghĩa phải là gì nhỉ? Nói giảm nói tránh đi. Đúng không? Đánh giá thấp vấn đề. Đấy, nên sẽ là understate. Đây, Trà My gõ không được, có nghĩa là xem nhẹ đúng không? Đánh giá thấp, xem nhẹ mọi việc. Đó, understate. Các em chú ý cho cô cái động từ understate mình nhá. Đáp án đi ấy, cái động từ understate có nghĩa là nói giảm đi nhá. Nói giảm đi thì nó sẽ đồng nghĩa với từ exaggerate. Nó sẽ đồng nghĩa với từ exaggerate. Cô xin lỗi, nó sẽ trái nghĩa, nó sẽ trái nghĩa với từ exaggerate, là phóng đại. Đúng không? Và exaggerate nó sẽ đồng nghĩa với từ overstate. Đấy, chúng ta thấy là đáp án nó cứ xem như vậy, nó rất là giống nhau. Nhá, nó cứ xem như vậy, nó cứ rất là giống nhau nên mình phải để ý chính xác vào. Tiếp theo là đáp án B, các bạn thấy có cụm từ là place excessive emphasis, có nghĩa là nhấn mạnh quá mức vào. Đó, nhấn mạnh quá mức vào. Cô sẽ take note ở đây. Khi mình đã ghi thì ghi ở dạng nguyên thể nhá. Ngoài động từ place, cô có thể dùng với động từ lay hoặc là động từ put. Đó, put emphasis on. Còn cái tính từ này chúng ta bỏ qua cũng được nhá. Nhấn mạnh vào. Thì mình thêm cái tính từ excessive có nghĩa là nhấn mạnh quá mức vào. Thế thôi, các bạn cần nhớ hai cái cụm từ này nó đồng nghĩa với nhau. Đấy, chuyện bé xé ra to thì bây giờ xem nhẹ đi, nói giảm nói tránh đi thì mình sẽ phải chọn trái nghĩa. Các em chọn đáp án D là đúng. Tiếp theo cô sang câu số 38. The skin condition won't be this good for another several months, so let's make hay while the sun shines. Cô chọn đáp án gì? A. Skip a chance and wait for another. B. Take advantage of any chance. C. Care about the small little things. And D. Make good use of an opportunity while it lasts. Các bạn chọn gì? Chúng ta chọn gì được nhỉ? Những cái điều kiện mà trượt tuyết này thì nó sẽ không thể nào tốt được trong vài tháng. Vì vậy hãy tận dụng cơ hội này. Đấy, hãy tận dụng cơ hội thì cái thành ngữ là make hay while the sun shines có nghĩa là take advantage of. Đúng không? Có nghĩa là make good use of. Thì đây là đồng nghĩa nhưng mình đang chọn trái nghĩa cơ. Trái nghĩa thì sẽ là skip a chance, đúng không? And wait for another. Nghĩa là bỏ qua cơ hội và đợi một cái cơ hội khác. Đó, thì nó mang nghĩa là tận dụng. Các bạn ghi vào nhá, từ này có nghĩa là tận dụng cơ hội. Đúng không nhỉ? Đừng bỏ lỡ. Có nghĩa là make use of hoặc là take gì đấy. Trong bài nó take advantage of.
Cái gì theo sau có thể là opportunities good condition? Tận dụng, chúng ta sẽ dịch là tận dụng cơ hội hoặc là điều kiện tốt. Còn bây giờ trái nghĩa sẽ là bỏ qua, đúng không? Cơ hội và chờ đợi một cơ hội khác. Từ này mình sẽ dịch là skip, có nghĩa là bỏ qua a chance, một cơ hội và chờ đợi một cơ hội khác. Các em thấy ok không nhỉ? Mình chọn đáp án A. Lê, đúng rồi, Thu Uyên, chính xác. Sunshine. Viết liền nhé. Chu Cẩm Vân, yes. Cô sang câu số 39. Các bạn nhìn vào câu số 39 nào. People nationwide have acted without hesitation to provide aid for victims of the disaster stricken areas. Ở đây có cô có A là uncertainty, B willingness, C awareness and D reluctance. Các bạn chọn gì? Người dân của các quốc gia này thì đã hành động mà không ngần ngại cung cấp viện trợ cho các nạn nhân của các khu vực mà bị thảm họa. Đấy, người dân thì đã hành động mà không ngần ngại nhá. Chúng ta có động từ hesitate, đúng không? Thì đây là danh từ hesitation. Đó, có nghĩa là lưỡng lự, không ngần ngại. Nhưng mà mình đang chọn trái nghĩa cơ. Chúng ta thấy nó sẽ đồng nghĩa với từ reluctant. Ở đây cô cho dạng là danh từ, đúng không? Còn trái nghĩa ở đây chúng ta sẽ phải chọn đáp án đúng là đáp án B, willingness. Đó. Lưỡng lự thì đây sẽ là lưỡng lự này, ngần ngại này, thì đây trái nghĩa là willingness, có nghĩa là sẵn sàng, đúng không? Sốt sáng hoặc là tự nguyện làm gì đó. Các bạn chọn đáp án B là đúng nha. A là không chắc chắn, còn đáp án C awareness. Cái từ awareness cũng rất hay ra trong cái chuyên đề về môi trường này. Awareness có nghĩa là nhận thức, đúng không? Chúng ta hay có cụm là nâng cao nhận thức, raise the awareness of, hoặc là mình sẽ nói là gì nhỉ? Raise awareness of này, hoặc là promote, tăng cường nhận thức, đúng không? Hoặc là heighten. Đó, the awareness of somebody. Of something. Nâng cao nhận thức về việc gì? Câu này cô dịch là người dân các quốc gia thì đã hành động mà không ngần ngại để cung cấp viện trợ cho các nạn nhân của khu vực mà bị thảm họa. Cái cụm từ này là một tính từ. Cô có thể nói là disaster areas cũng được. Nhưng mà ở đây mình dùng là tính từ là disaster stricken, có nghĩa là bị thiên tai tàn phá. Đấy, những khu vực cảm giác là cái sắc thái nó biểu cảm hơn, đúng không? Bị thiên tai tàn phá. Ở đây cung cấp cái gì cho ai? Cô có thể dùng là provide something for somebody. Thì tương tự như là provide gì? Somebody something. Tương tự như là provide somebody with something. Cho ai cái gì hoặc là cái gì cho ai cũng được nhé. Em có ghi kịp không nhỉ? Là những cái cụm từ này trong bạn buổi livestream lần trước hình như cô cũng cho rồi, nhắc lại thôi. Lưỡng lự cô viết nhầm đấy. Có vậy thôi mà cũng phải hỏi, cũng cũng không chắc chắn nữa. Nguyễn Võ Minh Luân. Cô vừa nói vừa viết đôi khi là sẽ bị nhầm nhá. Câu 40 nào, các bạn comment vào câu 40. The flowering petrel is a plant that looks like a stone and grows in arid areas. Ở đây cô có từ arid. Những cái từ này cũng hay ra trong bài thi lắm. Đây ý nói về một cái loài hoa này là một cái loại cây mà giống như đá và phát triển ở những cái nơi mà khô cằn. Cô có từ deserted. Cái từ này trong cái trường hợp này là tính từ nhá. Thì mình sẽ đọc là deserted.
Deserted có nghĩa là bị bỏ hoang. Đó, từ damp là ẩm ướt, dry là khô, barren cũng mang rất nhiều nghĩa. Thì đây những khu vực mà arid có nghĩa là very dry or having no rain, very little rain, đúng không? Nghĩa là khô cằn. Cô sẽ ghi nghĩa của từ này ra đã. Arid, chúng ta sẽ đọc là arid nhá. Arid có nghĩa là gì? Have little hoặc là no rain. Đấy, có rất ít mưa hoặc là very dry. Đó, very dry nghĩa là khô cằn. Vậy thì đây nó sẽ là đồng nghĩa với đáp án C. Nhưng mình đang chọn trái nghĩa cơ thì nó phải là damp, đúng không? Là ẩm ướt. Nên các bạn chọn đáp án B là đúng. Còn đáp án D từ barren nghĩa là gì ạ? Đào Đình Hân chọn B, Thiên Thanh chọn D. Chọn B, đúng rồi. Tiếp theo cô sang từ barren. Gì nhỉ? Đào Đức Khôi hỏi cô chữa đến câu bao nhiêu? Đến câu nào mà các bạn xem ít đi thì thôi. Barren là cằn cỗi. Thường nói về đất, đúng không? Và nó còn mang nghĩa là không có quả. Ý là nói về cây. Thường nói về hiếm muộn. Đấy, cô cứ gõ mà cô không nhìn. Hiếm muộn, không sinh được. Thường nói về người, đúng không? Người phụ nữ ở đấy hiếm muộn, không sinh được. Và barren còn mang nghĩa là không đem lại kết quả. Cô vẫn nhớ là không đem lại kết quả. Cô vẫn nhớ là trong cái đề thi năm vừa rồi người ta có từ unfailing efforts, đúng không? Unfailing support. Ở đây chúng ta cũng có thể có cái cụm đó là barren efforts. Đó, barren efforts là những cố gắng mà không đem lại kết quả. Barren, yeah, arid, dry, damp, deserted. Như vậy là chúng ta đã xong cái phần trái nghĩa. Ok. Bị bỏ hoang. Đây cô đang nói là tính từ nhỉ? Cô sang phần part 3. Đào Đình Hân bảo là cô dạy hay mà ít học sinh. Và cô cũng thấy là bình thường. Cây hoa đá. Vậy à? Chu Cẩm Vân bảo là đây là cây hoa đá. Cây này hút bức xạ máy tính tốt lắm. Ô vậy à? Mây mây lần đầu nghe cô giảng mà cô giảng hay quá. Đúng rồi, Biện Duyên bản đề em có unfailing support. Đúng rồi, mình có thể nói là unfailing support, unfailing effort. Đúng không? Thì bây giờ các bạn học thêm đó là barren efforts. Ok. Mây mây bảo là cô có lịch cố định không? Em muốn theo dõi đúng lịch. Thì các em lịch đúng lịch của cô sẽ là vào tối thứ sáu, là tối chủ nhật 22 giờ. Còn ngoài ra thì cô livestream thêm được là cô sẽ báo nha. Đào Đức Khôi bảo là ít nhưng chất lượng ạ. Đúng rồi, đấy là phương châm của cô, có nghĩa là không phải là khi dạy các bạn mà cứ dạy cho các bạn không là đủ. Có nghĩa là cô cũng phải quan tâm đến cái cảm nhận của cô. Ví dụ cô phải thấy hài lòng về bản thân thì cô mới dạy ấy. Nghĩa là cô cũng không chạy theo số đông. Nghĩa là mình cũng phải tìm được cái niềm vui trong cái việc mình dạy. Nghĩa là lớp off của cô ấy, đôi khi phải kèm cho 1-2 học sinh, cô vẫn kèm. Nhưng mà có khi cô cho cả lớp nghỉ. Tại vì là cô phải tìm được cái niềm vui trong công việc, chứ không phải là cứ làm việc như một cái máy để kiếm tiền. Không thích, cô không thích như vậy. Câu số 41. Các em nhìn vào câu số 41, the rise in energy that has led to reduction of fossil fuels that the world must use. Các bạn thấy ở trong cái vị trí chữ trống này mình sẽ cần một danh từ kết hợp với energy. Đúng không? Vì động từ đây là has led rồi. Thì chúng đây chủ ngữ là the rise in cái gì đó. Thì vậy là theo sau cái mạ giới từ in này sẽ phải là một cụm danh từ. Đúng không? Danh từ ở ABCD chúng ta thấy chỉ có từ consumption. Đúng không? Consumption là danh từ thôi, nghĩa là việc sử dụng hoặc là việc tiêu thụ. Thì chúng ta sẽ học theo cụm luôn, đó là energy consumption.
Đây là việc sử dụng này, tiêu thụ năng lượng. Ok. Dẫn tới, cái cụm từ dẫn tới để đem lại kết quả gì nào? Hôm trước cô đã nói rồi. Các bạn ghi ra cho cô là fossil fuels. Đây là cái từ kinh điển của chủ đề môi trường, đúng không? Nhiên liệu hóa thạch. Đúng rồi, sự tiêu thụ năng lượng. You until bảo là mốt làm việc em sẽ có phong thái như cô, cảm thấy thành công dễ sợ. Thực ra là bây giờ cô vẫn còn trẻ, cho nên là nếu mà không làm việc ấy, không làm nhiều ấy, thì cô sợ là một vài năm nữa tuổi già nó ập đến thì mình không có cái sự dự phòng chuẩn bị. Chứ còn con người cô là thích đủng đỉnh, nghĩa là mình làm cái gì đó nhưng mình phải cảm nhận được cái niềm vui. Cô rất thích chơi đàn, nhưng mà dạo gần đây cô không có thời gian để chơi. Đó chỉ vì là suốt ngày cắm mặt vào công việc. Nhưng mà cô hy vọng là một thời gian nữa cô sẽ sắp xếp được. Mình làm gì mình cũng phải cảm nhận được cái niềm vui trong công việc, đúng không? Chứ không phải là chỉ là kiếm tiền. Giống như khi mà cô dạy các em ấy, cô cũng muốn là các bạn cảm nhận được cái hay của việc học, chứ không phải là chỉ học để thi. Maze hỏi là customer và consumer có khác nhau không? Chả khác hay sao? Customer là khách hàng, còn consumer có nghĩa là người tiêu thụ, đúng không? Nhưng mà nó đa nghĩa, đúng rồi. Nghĩa là có một số nét nghĩa giống một số nét nghĩa khác. Little vừa rồi cô hỏi nhưng mà chưa bạn nào comment result in, đúng không? Bring about hoặc là gì? Contribute to. Đó. Nghĩa là dẫn đến, góp phần vào. Từ contribute to nó có nghĩa là góp phần vào, dẫn đến một cái kết quả gì đó. Chẳng thấy các bạn comment cái gì cả. Có nghĩa là đến, chắc là đến gần cuối năm ấy thì các em sẽ nhớ cụm từ tốt hơn. Từ này viết đúng rồi mà không hiểu sao nó gạch gạch. Câu 42 các bạn chọn đáp án gì nhỉ? Trần Thu bảo cảm giác cô ấm áp với học sinh. Thực ra cô chỉ nghĩ là mình như thế nào thì mình thể hiện ra như vậy thôi. Nghĩa là mình phải cảm thấy thoải mái. Nghĩa là thực ra đôi khi cô cũng không quan cảm nhận của học sinh là một phần thôi, nhưng mà cô cũng phải nghĩ đến cái cảm nhận của cô nữa. Nếu mà cô cảm thấy không ổn là cô sẽ không làm, chứ không phải cố. Nguyễn Long chọn A, còn Mây Mây chọn C, Hoàng Thị Mai Lan chọn C. Ở đây các bạn chú ý là chúng ta sẽ cần một danh từ, đúng không? Nhưng mà cả bốn đáp án đều là danh từ. Và chúng ta phải biết là cái danh từ kết hợp với biodiversity nghĩa là gì? Tôi nghĩ chính phủ thì nên gây quỹ nhiều hơn cho cái gì? Sự bảo tồn đa dạng sinh học. Chúng ta thấy là B và C nghĩa gần giống như nhau, đúng không? B và C nghĩa gần giống như nhau, nhưng ở đây kết hợp với lại biodiversity thì nó phải là conservation. Cái từ conversation là sự bảo tồn này rất hay đọc nhầm với từ conversation là cuộc hội thoại. Nên là chúng ta đọc chúng ta phải chú ý nhá. Đó, B cũng là bảo tồn, đúng không? Giữ nguyên hiện trạng nhưng mà lại không kết hợp với biodiversity. Còn A, maintenance là duy trì, đúng không? Hay là bảo hành, bảo dưỡng. Còn đáp án D có nghĩa là sự kéo dài. Các em chọn đáp án đúng, đáp án C chỉ đơn giản là collocation. Thì mình phải học thuộc theo cụm. Thế thôi nha. Các em chọn C đúng rồi. Mai Lan, Đào Đình Hân chọn C rất tốt. 43. Nowadays, more organizations are dedicated to their carbon footprint. Có ABCD, những cái động từ này đều mang nghĩa là cắt hoặc là làm giảm đi, đúng không? Nhưng mà kết hợp với cái tân ngữ theo sau carbon footprint thì chỉ có một từ thôi. Ngày nay thì rất nhiều. Cô bên trên các em lưu ý này, cô còn cái cụm từ này nữa là raise fund, đúng không nhỉ? Là gây quỹ đấy, mình sẽ là raise fund for hoặc là make funding. Câu số 43. Chúng ta làm gì đây? Trước hết là các bạn thấy có cái cụm từ này. Be dedicated to, đúng không? Thì tương tự như là gì nhỉ? Be committed. Cái từ committed này có hai nghĩa, nhớ chưa?
Ở đây mình sẽ mà theo sau là một danh từ hoặc là verbing ấy thì mình sẽ dịch là cam kết làm gì. Đấy. Còn committed có mang nghĩa là tận tâm, đúng không? Cam kết cắt giảm cái lượng khí thải carbon. Vậy thì chúng ta phải chọn từ gì? Hường Nguyễn và Khánh Hà, Thu An, Huỳnh Như, Lưu Phương Thảo chọn đáp án D. Có nghĩa là reduce, đúng rồi, reduce carbon footprint. Chính xác đấy. Đúng, giảm thiểu, cắt giảm cái lượng khí thải, lượng khí carbon ra môi trường kiểu như vậy. Thì các bạn sẽ phải dùng cho tôi cô là cái động từ reduce nhé. Còn cái từ cut, thông thường ví dụ như ở đây, cut là cắt rồi. Ví dụ cô sẽ nói là cut prices, là giảm giá. Đấy, nhưng mà nó không kết hợp với lại carbon footprint. Còn nếu mà cô dùng là cut down on cơ, thì nghĩa là giảm bớt, đúng không? Cut bớt. Đó, cut down on, ví dụ smoking chẳng hạn. Còn từ shorten có nghĩa là làm ngắn. Cô sẽ có thể nói là shorten the skirt, nghĩa là làm cho cái váy đúng không? Ngắn đi, hoặc là cắt một cái cuộc bài phát biểu cho nó ngắn đi. Còn cái từ lower nhá, lower thì sẽ đi với lại the rate, cũng đi với lại giá cả luôn, hoặc là level, nhưng mà theo sau của of something. Chúng ta phải nhớ chứ, các cụm từ kết hợp với nó chứ đừng có dịch mang nghĩa là cắt cắt cái gì là xong ha. Đào Đình Hân bảo cô gõ 10 ngón còn em gõ 2 ngón. Nghĩa là do cô gõ nhiều rồi cho nên là quen, ngày nào cũng soạn bài. Nghĩa là quen, bây giờ bảo cô viết tay là cô sẽ viết rất là xấu. Hoàng Thị Mai Lan bảo là cô không nghỉ trưa, ừ không. Thường là buổi sáng cô dậy hơi muộn cho nên là không nghỉ trưa. Câu số 44, environmental nhớ. Nhớ lại cái từ này mình sẽ học lại environment là danh từ, nhưng mà là tính từ thì chúng ta lại thấy là trọng âm và man. Nó là environmental. Cứ có mental, mentory thì trọng âm nó sẽ nhận vào man. Nghĩa là mental, mentory, documentary, environmental. Often happen in some areas of the South Africa. Câu này khó đây vì mình thấy disaster, đúng không? Mình thấy là disaster. Hôm trước cô dạy nó tương tự như là từ catastrophe. Đấy, chú ý về trọng âm nha. Catastrophe. Catastrophe. Trọng âm và âm tiết thứ hai. Nhưng mà catastrophic thì vào thứ ba. Disaster vào thứ hai. Nghĩa học từ chúng ta không chỉ nhớ nghĩa mà cần phải nhớ cả về trọng âm, phát âm cho cô. Nghĩa là cái thảm họa, đúng không nhỉ? Một cái thảm họa. Nhưng kết hợp với lại environmental thì không phải là các em kết hợp được hết đâu. Chỉ có một từ kết hợp với environmental thôi. You until, đúng rồi. You until, đúng rồi này. Đấy, nhớ rồi đấy. Cụm từ này hôm trước cô cho rồi, đúng chưa? Environmental catastrophe thì tương tự như là natural disaster. Đó, disaster thì lại phải kết hợp với gì? Với natural. Ai giờ viết sai nhá, cô copy làm ra sai à? Ai giải đứa nào ở đây vừa you until viết sai làm cô copy bị sai này, nhìn thấy chưa? Đây này, Đắc Lê viết đúng rồi này, biết thế lấy comment của Đắc Lê. Thu Quyên mà ẩu quá hả? Như em làm đúng rồi. Vậy thôi nhỉ? Câu đấy chỉ có vậy thôi. 45. Many countries have signed up to international agreement which aim to reduce the negative of climate change. Cô có từ threat, danger, impact and destruction. Các bạn chọn đáp án gì? Many countries, nhiều nước thì đã ký kết, đúng không? Sign up, ký kết cái hiệp định agreement. Ở đây mình không dịch là sự đồng ý mà sẽ dịch là một cái hiệp định. Okay. Agreement đây sẽ là một cái hiệp định quốc tế nhằm cái gì đấy? Aim to,
Đó, aim to verb nhằm mục đích làm gì? Nhằm mục đích làm gì đấy? Làm giảm cái tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, đúng không? Các bạn thấy là có từ negative là tính từ nên theo sau chúng ta sẽ cộng với một danh từ. A, B, C, D đều là danh từ. Nguyễn Tuyết hỏi là cô ơi làm cách nào để học từ vựng nhớ và lâu quên? Chính là những cách mà cô đang dạy đây, mình phải học sâu nhớ lâu. Các bạn đừng có học từ theo kiểu học thuộc nhé. Đừng có học từ theo kiểu học thuộc mà mình sẽ phải học chậm thôi. Ghi chép một cách cẩn thận, bài bản, đẹp đẽ và làm đi làm lại. Là mình sẽ nhớ thôi, chẳng qua là các em cứ muốn nhanh. Hầu hết là cô thấy các bạn muốn nhanh, muốn nhiều nhưng mà cái kết quả đọng lại không được bao nhiêu. Yuan chưa phải em bé nhà cô, đúng rồi. Kim Oanh chọn đáp án C có nghĩa là từ impact, đúng không nhỉ? A, B, C, D chúng ta thấy có danger cộng với earth, nhưng mà mình sẽ là be in danger earth, đúng không? Tương tự như gì? Còn với từ threat, cô sẽ phân tích từng từ một nhé. Be under threat, đúng không? Be at risk, hoặc là at stake, đấy, trong tình trạng nguy hiểm. Hoặc là be in jeopardy, đúng không? Be in jeopardy, đó, tôi biết thế thôi. Các bạn biết be in jeopardy đúng không? Trong tình trạng nguy hiểm. Xem lại bài post trước của cô. Còn ở đây từ impact ấy, mình sẽ đi dưới từ of. Tác động tiêu cực, đúng không? Tác động tiêu cực của cái gì đó. Thì các em ghi vào cho cô này. Mình sẽ có cụm là reduce này. Hoặc là ví dụ nhá, người ta không cho reduce thì cô có thể dùng từ minimize. Minimize the impact of, nhớ chưa? Làm giảm cái tác động của cái gì? Nhưng chúng ta thấy là từ impact thì nó tương tự như từ influence, nó tương tự như từ effects, đúng không? Còn kết hợp với giới từ on thì chúng ta sẽ có là make hoặc là have an impact on, đúng không? On somebody or something. Nghĩa là có ảnh hưởng đối với ai. Đúng chưa nhỉ? Nhưng các em chọn đáp án C là như vậy. Mình không chọn destruction, sự tàn phá. Thiên Uyên hỏi là cô có khóa livestream này lại không? Cô không bao giờ khóa livestream. Thực ra cái mục đích mà cô dạy online ấy cũng là vì là muốn phổ biến đến nhiều bạn. Lẽ ra là cái trong sách này nếu như mà cô muốn nhàn nhé, cô đã có sách từ vựng đọc hiểu tập 2, nếu như mà cô muốn dạy nhàn ấy là cô sẽ chỉ dạy theo trong sách thôi. Nhưng mà ngoài học trong sách ra thì hàng ngày cô đều soạn mới các cái tài liệu PDF cho học sinh trong nhóm kín. Đấy, nghĩa là cô chọn cái mà vất vả hơn thay vì chọn cái nhàn. Cái này không phải là vì áp lực của học sinh hay thế nào đâu, mà chỉ vì bản thân cô thôi. Bản thân cô nghĩ như thế nào phù hợp thì cô làm. Đây không phải là vì học sinh thế nọ thế kia. Đó. Nghĩa là mình cảm thấy là mình như thế thì mình mới hài lòng về bản thân mình. Thì mình làm thôi chứ không phải là vì học sinh yêu cầu. Vì nếu như mà học sinh không yêu cầu chẳng chẳng lẽ mình lại không làm như vậy nữa, đúng không? Thế là mình cứ cảm thấy đúng thì mình làm thôi. Câu số 46 các bạn chọn đáp án gì? If we continue to the world's resources at this rate, there will soon be none left. Nếu chúng ta tiếp tục sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên trên thế giới ở cái mức độ này thì trong tương lai sẽ chẳng còn lại gì đâu. Sử dụng cạn kiệt nhá, thì cô sẽ dùng cái từ use up, đúng không? Sử dụng cạn kiệt. Cụm này cô nghĩ là các bạn ok. Đôi khi nhiều bạn bảo là tương tự như là make full use of ấy. Nhưng mà trong một số trường hợp nó cũng không xem như nhau đâu, cho nên cô không ghi ra nữa. Còn cái từ damage thì cô sẽ nhắc lại như thế này. Chúng ta sẽ cộng dùng cái từ gì mà kết hợp với damage nhỉ? Cái từ damage này học trong bài trước rồi. Đúng rồi, biện duyên mở rộng rất tốt này, be in jeopardy này.
cô sẽ nói là cause hoặc là do damage to, cause hoặc là do harm to. Mấy bạn đang hỏi nhắn tin là hỏi nhóm kín, nhưng mà thực ra cái em thấy là cô dạy ấy, cô không hề giấu kiến thức giữa nhóm kín và livestream ở bên ngoài. Tại mục đích của cô vẫn là hướng tới số đông. Hướng tới số đông, nhưng mà cô sẽ bù đắp cho học sinh nhóm kín để các bạn ấy vẫn cảm thấy là cô không chỉ giấu kiến thức cho mình ấy, có nghĩa là cô sẽ soạn thêm nhiều tài liệu hay cho học sinh nhóm kín. Còn khi mà livestream ấy thì cô dù là nhóm kín hay bên ngoài, cô có cái gì là cô chia sẻ hết chứ không giấu. Nghĩa là không giấu cho học sinh nhóm kín. Còn học sinh nhóm kín là có quyền lợi thêm riêng. Nên các bạn là không có điều kiện thì các em cứ học livestream ở bên ngoài cũng được nhá. Gây nguy hại tới, đúng không? Throw away là vứt bỏ đi rồi. Cô sang câu số 47 đây. Inflict, ừ đúng rồi, inflict nữa. Đào Đình Hân rất tốt. À vậy à, Nguyễn Long, cô cảm ơn nha. Câu số 47, các em nhìn này, câu 47, những cái như thế này là rất hay ra trong bài thi nhá. Đáp án là những cái động từ thường gặp như là create, posing, putting, or making. 47, climate change, biến đổi khí hậu thì đang đe dọa tới cuộc sống của con người. Đe dọa tới nhá. Thì đây kết hợp với là arrestum. Đấy, theo sau người ta chọn là arrestum. Thì bắt buộc của cô phải là pose, đúng không? Pose arrestum. Ngoài pose a risk to, cô còn có pose a threat to, đúng không? Nghĩa là đe dọa làm nguy hiểm, hoặc là tương tự như chúng ta có thể nói put something at risk, đe dọa làm nguy hiểm. Mình chưa, còn cái từ create và từ make nó quá đa nghĩa, nó không liên quan nhiều đến trong cái ngữ cảnh này, cho nên cô không mở rộng nữa. 48, các em nhìn vào câu số 48. Trần Thu ấy kìa, Trần Thu hỏi là xem chẳng thấy các bạn comment gì cả, các bạn có comment tích cực lên không? À, đi ăn rằm à, hôm nay là rằm à các em? Đào Đình Hân, 48C, Lưu Phương Thảo. Đúng rồi, nhớ đấy nhá. Và cô hướng dẫn này, về nhà chúng ta làm những cái bài này thì các em có thể in ra hoặc là chúng ta sẽ làm đi làm lại cho nhớ. Và trong quá trình chúng ta làm ấy, chúng ta phải giải thích được, chứ đừng có chọn đáp án B là xong. Nhớ chưa? Mình phải giải thích được là tại sao chọn B và dịch cái câu này như thế nào. Thì ngoài cái, dùng B ra, mình còn dùng các cái động từ khác. Động từ nào khác? Post a risk, để nhìn lại mới thấy viết sai chính tả. Nhớ là phải giải thích ra. Vậy à, rằm tháng 7 à? Nhà cô không theo đạo cho nên là không để ý đến rằm với mùng 1. Mãi hôm qua phụ huynh, nghĩa là cô chỉ có thích làm việc thôi, mãi hôm qua phụ huynh mới hỏi là cô ơi, thế hôm nay có được nghỉ học hay không? Cô mới nhớ ra hôm nay mùng 2 tháng 9. Còn là lịch các lớp của cô vẫn học bình thường. Đó, phụ huynh nhắc cô mới nhớ nên cho hết các lớp off nghỉ, cả trung tâm nghỉ luôn. Câu 48, cô thấy là biện duyên bảo là take step up measures. Ờ đúng rồi đấy, biện duyên để ý đấy. Đây nhá, cô em thấy là trong bài, đặc biệt là trong những bài đọc điền, đọc hiểu ấy, người ta rất hay để khuyết cái từ taken ở đây. Người ta cho là có cái động từ khác như là made, là keep, là put, là đủ các loại. Thì chúng ta phải biết là mình sẽ là take a measure, đúng không? Thực hiện một cái biện pháp như thế nào đó thì tương tự như là take action thôi. Và trong bài thi người ta rất hay cho là take a strong measure, đúng không? Take a drastic measure. Đấy, thực hiện một cái biện pháp quyết liệt. Câu 48, để làm gì đấy? Câu 48 ý là gì? Các giải pháp, đúng không? Cần phải được tiến hành để dừng cái việc chất thải hạt nhân đổ ra biển. Đổ ra biển nhé, thì không thể là lưu trữ ở biển được, đúng không? Là left ở biển hay drop. Câu 48 chúng ta sẽ chọn gì nhỉ? Không, trong sách của cô ấy, cô cho cái từ dump, đúng không? Dump này, hoặc là gì nhỉ? Get rid of, đúng không? Theo sau cộng với rác, hoặc là gì? Dispose of.
cộng với lại waste, rác thải gì đó. Cho nên câu 48 đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án C. Đúng rồi, trick nữa, biện duyên giỏi nhỉ. Đấy, nhớ đấy. Bạn biện duyên. Biện duyên 2K2 mà vẫn rất chăm chỉ học với các em. Câu số 49, các em nhìn vào câu số 49 không hiểu sao nó cứ bị gạch gạch chân như thế này. Moreover thì tương tự là beside đúng không? Furthermore, in addition. Hơn nữa vào mùa hè thì warden thì chẳng bao giờ ấm. Đấy, vì hầu hết làm sao? Vì hầu hết cái nước ấy mà tiếp xúc với ánh nắng mặt trời do cái độ độ sâu của nó. Ở đây chúng ta sẽ có cái cụm là được tiếp xúc với, đúng không? Được tiếp xúc với. Tối hôm qua hình như là cô có livestream trong một cái, tối hôm qua cô có livestream ở cái nhóm thức khuya học bài ấy, đúng không? Mình học cái cụm này rồi, có nghĩa là được tiếp xúc với, chính là trong cái bài đọc hiểu của cô. Nên ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án B, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đúng không? Vì do cái độ sâu của nó. Thì on account of ở đây nghĩa là do hoặc là vì, đúng không? Mình có thể dùng tương tự như là due to, owing to hoặc là gì nhỉ? Because of. Từ reveal và từ disclose thì đồng nghĩa với nhau rồi nên là không thể nào chọn hai từ này được. Đúng không? Disclose có nghĩa là tiết lộ. À, chúng ta cũng có một cái thành ngữ là tiết lộ, đó là let the cat out of the bag. Nhưng mà cái thành ngữ này nó khác hơn một chút về sắc thái, có nghĩa là tiết lộ một cách không cố tình, nhớ không cố tình, không cố ý. Còn trái nghĩa che giấu đi thì cô sẽ dùng cái động từ đó là từ conceal. Che giấu, che đậy đi, đúng không? Còn show là thể hiện ra. Kim Oanh, Lan Anh chọn đúng rồi. Võ Đang, Thu Uyên rất tốt. Câu số 50 là các em nhìn vào câu số 50. Câu số 50 từ vựng lấy trên báo cho nên là nó hơi khó hiểu một chút. Thì đây mình dịch là cái vùng đất, những cái vùng đất badlands. Những cái vùng đất xấu này là từng là một vùng đồng bằng, plain ở đây tức là vùng đồng bằng khá bằng phẳng nhưng với cái gì đó cực kỳ phức tạp, với cái dòng chảy cực kỳ phức tạp. Thì đây ý của câu này nghĩa là cái sự xói mòn ấy. Nhớ sự xói mòn do cái dòng chảy cực kỳ phức tạp này thì đã tạo ra một cái gì gì đó chấm chấm ở bên đây. Ở đây ý nói về nước, về đất ấy, thì chúng ta phải đi với cái từ erosion, có nghĩa là sự xói mòn. Xói là x gì đúng không các em? Đấy, sự xói mòn. Còn đáp án A dựa vào cái từ excavate thì có nghĩa là gì nhỉ? Hố đào. Đúng không? Tẩu thoát ấy. Cái sự đào. Còn đáp án C, exploration là sự khám phá. Còn đáp án B là sự khám phá. Còn đáp án C có nghĩa là sự tiêu diệt. Hủy diệt. Ở đây chúng ta sẽ nói là sự xói mòn nhé. Xói mòn hay là xoáy mòn ấy nhỉ? Xói nhỉ? Đúng rồi, on the grounds. On the grounds bằng because, thiếu S là sai, chính xác. Xói mòn thế này à? Thế này à? Thu Uyên bảo thế à? Để Google đã xem là. À, đúng rồi là xì em ạ. Cảm ơn Thu Uyên nha. Đắc Lê cô sửa rồi nhá. Câu số 51 nào. Các em nhìn vào câu số 51, nông dân dựa vào các cái nguồn tài nguyên thiên nhiên mà có sẵn tại địa phương. Cụm từ này hay chưa? Natural resources, tài nguyên thiên nhiên mà có sẵn tại địa phương để duy trì cái độ phì nhiêu của đất và để gì chống lại sâu và bệnh tật. Đấy, chống lại sâu bệnh. Thì dựa vào, đúng không? Rely on. Thì chúng ta có là
depend on. Nghĩa là không phải tất cả nghĩa đều giống nhau. Đấy, hoặc là back on, bank. Chẳng nhớ nữa, bank hay back on nhỉ? Dựa vào, phải tin tưởng vào. Ở đây để làm gì? Để chống lại số mệnh. Nếu như các bạn thấy là mình chọn A và B thì giống nhau, đúng không? Mình dùng cả tackle, address và gì nữa, handle giống nhau. Thế nên không thể chọn A hoặc B được, đúng không nhỉ? Xử lý, đối phó một cái vấn đề gì đó. Theo sau sẽ cộng với một cái problems hay là một cái issues. Đúng chưa? Xử lý đối phó với một vấn đề. Thì đây cô có từ evade và từ combat thôi. Các bạn chọn gì? Từ evade có nghĩa là tránh, tránh khỏi. Mình sẽ học là evade nhé. Là tránh khỏi cái gì? Evade tránh khỏi có thể là một cái sự tấn công, một cái âm mưu. Ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là từ combat. Chúng ta có thể nói là combat hoặc là fight, đúng không nhỉ? Chống lại bệnh tật, chống lại sâu bệnh. Nó sẽ đi với từ crime này, chống lại tội ác này, chống lại sự lạm phát inflation, chống lại sự thất nghiệp unemployment, hoặc là chống lại bệnh tật này. Đó, nếu như các bạn biết cái cụm collocation này rồi thì mình nhìn câu 51 là mình thấy là đáp án C hơn. Đúng không? Mình đã chọn đáp án C. Còn nếu như mà mình cẩn thận hơn thì các bạn sẽ chọn sẽ dịch cả các đáp án khác. Đúng rồi, Biện Duyên và Xuân Diễm chính xác. Chống lại biến đổi khí hậu, đúng không? Combat or fight climate change. Đây, cụm từ này có nghĩa là chống lại biến đổi khí hậu. Cô sang câu số 52. Các em nhìn vào câu số 52 nào. Là cái quyền kiểm soát nhiều quận ngoài thành thì đã bị mất, và các cái yếu tố mà gây rối, disorder, có nghĩa là gây rối trên biên giới Anh ấy, thì làm sao? Thì đang đe dọa thường trực cho hòa bình của đất nước. Standing, were a standing, cái gì đó. Đấy là cái mối đe dọa cho hòa bình của một đất nước. Ở đây mối đe dọa nhá, là mình thông thường mình sẽ phải dùng cái từ threat, đúng không? Thì tương tự như cái từ gì? Menace. Từ này các bạn sẽ đọc cho cô là từ menace nhé. Sau âm và âm tiết đầu tiên, nó là âm e, menace. Âm thứ hai là âm e, nghĩa là cái mối đe dọa. Và đây có nghĩa là mối đe dọa cho hòa bình của một đất nước. Còn đáp án A và đáp án D là để cô gây rối với cái từ threat thôi. Mình không thể chọn động từ được, phải cần một danh từ crime, không phải là một cái tội ác cho hòa bình của đất nước, mà phải mối đe dọa. Các em nhớ chưa? Cô sang câu số 53. Một, hai, ba, chọn A à? Thùy Dung chọn C. Câu số 53 được lấy từ báo cho nên là câu có vẻ cũng hơi khó hiểu một chút, nhưng các bạn nghe cô dịch nhé. Nhưng mà nhìn chung thì những cái khu vực mà đất thấp ấy đều là rất gì đó và sỏi đá nhé. Thì ý câu này là khô cằn và sỏi đá nó chỉ xuất hiện ở một vài bụi xương rồng ở Peru. Đấy, xương rồng và một cái cây, bụi cây, còi cọc và một cái bờ biển làm sao đó. Uninviting, nghĩa là không có cái sự hấp dẫn gì cả. Câu 53 là gì đây? Khô cằn, đúng không? Khô cằn và sỏi đá thì Cam Giận sẽ chọn cho cô đáp án B, từ patch là tính từ ấy.
Còn từ muggy có nghĩa là nồm. Oi bức đúng không? Còn đáp án C từ soak có nghĩa là ướt đẫm. Còn từ damp vừa rồi mình học rồi đúng không? Ẩm ướt. Câu 53 các em chọn B. Chu Cẩm Vân đúng rồi. Câu số 54 nào. Câu 54, chính phủ của chúng ta thì đang gửi 1.000 tấn thực phẩm, nhưng đó chỉ là một giọt nước trong đại dương với cái nhu cầu thực tế. Giọt nước trong đại dương thì chỉ có một cụm từ, đó là a drop in the ocean. Đúng không? Hay chúng ta dịch là muối bỏ bể đấy. In the ocean mới đúng chứ không phải in the sea. Đã là thành ngữ thì các em phải thuộc cụm cố định thôi. À mà cô bảo này, hôm qua cô đã cho cái file từ vựng 9 cộng với các em đã học chưa? Đã làm bài chưa? File giải chi tiết là 13 trang nhá, 11 trang. Nghĩa là đấy chỉ có 30 câu thôi, nhưng mà giải chi tiết là hơn chục trang. Thế là cô nghĩ là chất lượng phải hơn số lượng, có nghĩa là các em sẽ học không cần thiết phải làm quá nhiều câu một ngày, không phải làm 100 câu, 200 câu làm gì. Chỉ cần 10 đến 20 câu mà mình hiểu được tất cả các nghĩa. Và cái phần cô mở rộng giải chi tiết cho các em ấy, toàn là các cụm từ hay gặp trong bài thi chứ không mở rộng lan man. Muối bỏ bể đúng không? Như muối bỏ bể như hạt giọt nước trong đại dương, ý là chiếm một phần nhỏ, một phần không đáng kể. Câu số 55 nào. Các em nhanh nhé, chúng ta học đến câu 60 cho nó tròn một tiếng. Trần Thu bảo là vừa nhìn ba câu đầu là không biết làm hết rồi ấy ạ. Khó mà, đã gọi là 9 cộng. Như cái câu mà unfailing support ấy, thì có biết làm đâu, đúng không? Thực ra khi mà chữa câu đấy là cô băn khoăn giữa unbending support và unfailing support. Nên nếu mà đi thi là có khi là cô cũng băn khoăn đấy, là một trong hai câu này. Đã là 9 cộng thì với là giáo viên cũng khó chứ đừng nói là học sinh. Vì là từ vựng kiến thức nó quá rộng, mình không thể nào học hết được. Hay như trong đề tham khảo của bộ có cái cụm từ là a chapter of accident, cô cũng không biết cái cụm ấy đâu. Câu số 55 là sự ra đời của đứa cháu đầu tiên của Deborah ấy. Sau hơn một năm sau cái chết của chồng bà thì đã trở thành một cái gì đó trong cuộc đời của bà. Đúng không? Đã trở thành một cái niềm an ủi lớn lao. Đúng không nhỉ? Nên chúng ta chọn đáp án đúng ở đây sẽ là sunshine. Sunshine giống như là ánh dương. Là you are my sunshine. Đúng không? A rare. Những cái thành ngữ này đều có trong sách rồi. Là ánh dương, nghe tên hay nhỉ? Ánh dương nghĩa là ánh sáng mặt trời. Sunshine, thứ ấm áp trong ngày tháng đen tối. Đúng rồi, mình dịch theo nghĩa đen thì là như vậy. Câu 56 nhá, cô sẽ chữa lên câu 60 nhá. Mấy câu này toàn là về thành ngữ thôi. Những thành ngữ này đã có trong hết sách rồi, cô chỉ ghép ngữ cảnh vào thôi. Mọi người thì đang chờ xem là tổng thống sẽ giải quyết cái vụ bê bối mà được gây ra bởi con trai của ông ấy, người mà bắt giữ đúng không? Vì sự sử dụng thuốc cấm. Illegal. Đấy, illegal. Nghĩa là phạm pháp nhỉ. Sử dụng thuốc cấm. Ở đây chúng ta thấy là mình sẽ phải học cái cụm đó là weather the storm. Mấy cái thành ngữ này khó lắm, các em không gặp bao giờ thì chúng ta không chọn được đâu. Weather the storm có nghĩa là deal with a difficult situation. Nên cô sẽ ghi nghĩa tiếng Anh nhá. Nó là gì? Deal with a
tình huống khó khăn. Con đi ra đi. Đúng rồi, Chu Cẩm Vân. You are my sunshine, you are my sunshine. You make me happy when sky are gray. Chính xác, đây bài hát rất nổi tiếng. Bài hát là You are my sunshine. Hoa đỗ câu 56 chọn B đúng không em? Nghĩa là các em phải biết cái cụm từ này nhé, weather the storm. Còn câu số 57 cô cho đáp án luôn rồi, đó là đáp án D. Ý của câu số 57 là gì? Là tuyết rơi quá nhiều đến nỗi mà cả ngôi làng làm sao bị cô lập đúng không? Hoàn toàn, và thức ăn phải được gì? Mang vào bằng trực thăng. Bị cô lập hoàn toàn ấy, ở đây chúng ta sẽ chọn từ cut off. Be cut off có nghĩa là bị cô lập. Bị cô lập do gì? Do tuyết rơi, đúng không? Be cut off. Hoặc là theo kiểu là bị cắt nguồn. Con bị cô lập, bị cắt nguồn tiếp tế. Còn từ go out, gone out. Nào các bạn tập trung vào câu hỏi đi, còn mấy câu nữa thôi chúng ta nhanh lên. Còn đi nghỉ trưa, go out là đi ra ngoài đúng không? Làm dịu đi, làm yếu đi. Còn break down nghĩa là hỏng hóc về máy móc hoặc là suy sụp về tinh thần. Đấy, từ let off thì cô chưa thấy nghĩa. Câu số 58. Câu 58 là kể từ khi anh ấy còn là một cậu bé thì Gus đã ao ước reach for gì? Reach for the moon, đúng không? Cô thấy là cũng có một cái thành ngữ hoặc là reach for the star, reach for the sun đều được. Nên đáp án reach for the moon hoặc the star đều được nhé. Nghĩa là khao khát những điều lớn lao. Những cái câu cuối này toàn về thành ngữ thôi. Đúng rồi, reach for the star, reach for the moon. Yeah, want to, bây giờ you until you want to succeed. To thì phải là động từ chứ. Câu số 59 đây. 59 các em tập trung vào ngày nay thì càng ngày càng có nhiều công ty và các khu công nghiệp làm sao đó chất thải hóa học ra sông này gây chết nhiều loài động vật dưới nước. Cái từ aquatic có nghĩa là thuộc về nước, nhớ chưa? Thì cái gì đó chất thải hóa học chắc chắn phải là gì? Phải là thải ra, đúng không? Vừa rồi mình học từ dump này, từ dispose, bây giờ mình học thêm một từ khác nữa, đó là từ discharge nha. Discharge hoặc ở đây cô sẽ dùng là dispose hoặc là dump, đúng không? Of chemical waste. Cái là xả chất thải hóa học. Nhưng mà cái từ discharge này của cô nhá, cái từ discharge này của cô còn mang nghĩa là xuất viện nữa cơ. Đấy nhá, cái từ này còn hay đi với từ hospital nữa. Discharge from hospital. Xuất là sờ nhẹ, đúng không? Đó, từ release thì cũng rất là đa nghĩa, có nghĩa là thả ra, phóng thích, đúng không? Xuất bản, in ấn, leaving, để lại, không đúng rồi. Câu cuối cùng, các em nhìn vào câu số 60. Lưu Phương Thảo 123, đúng rồi. Câu 60, thunderstorm, sấm chớp, sấm và chớp thì đã pause. Các bạn thấy từ pause chưa? Pause chưa? Phải là pause chứ, đúng không? Sấm chớp thì đã đe dọa đến sự an toàn tính mạng của những cái người trình diễn trên sân khấu, vì vậy họ phải làm sao? Phải hoãn lại, đúng không? Ở đây sẽ mình sẽ dùng từ call off, như là cancel, hoãn, hủy. Give in là surrender, đầu hàng rồi, đúng không? Chịu thua. Go on, tiếp tục. Còn live on là sống dựa vào.
Give in tương tự surrender là đầu hàng nha. Go on là tiếp tục nha. Pull off, hủy. Rồi, như vậy là đúng một tiếng. Ok. Buổi học ngày hôm nay thì cô đã chữa cho các em 35 câu từ vựng thuộc chủ đề về môi trường. Bài giảng tiếp theo có nghĩa là tối chủ nhật tuần này, cô sẽ chữa sang phần đọc điền và đọc hiểu nhé. Tối chủ nhật tuần này cô sẽ chữa sang đọc điền và đọc hiểu của chủ đề môi trường. Bài giảng ngày hôm nay của cô đến đây là kết thúc. So now goodbye and see you. Cô chào tất cả các em nha. Có chứ, như ơi cô bảo cô có chữa mà, chủ nhật cô chữa bài đọc.